Tuấn xin được mến chào tất cả mọi người cũng như là tất cả các bạn trẻ thích coi những nội dung chủ đề trôn nha. Thì những giây phút đầu của video thì cho phép Tuấn được gửi đến tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và một lời cảm ơn chân thành nhất của Tuấn gửi đến tất cả mọi người. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian ra để quan tâm coi video của Tuấn. Thì tình hình video ngày hôm nay Tuấn sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái chủ đề trôn. Bình thường là Tuấn làm chủ đề cuộc sống rồi, hôm nay thay đổi cái nội dung xíu cho nên coi để đỡ nhàm chán hơn. Thì tình nội dung trôn như sau. Thì tình hình Tuấn với người vợ của Tuấn á mọi người, mỗi lần mà cứ hay giận dỗi thì xưng hô nó rất là nhạt nhẽo, anh với tôi rồi, nhiều khi nhạt nhẽo hơn nữa. Thì tình hình là Tuấn cũng mới đi làm ở công ty về, giờ thử đi vô phòng thử rồi gặp vợ mình rồi thử xưng hô ngọt ngào sến súa các kiểu, thử coi là phản ứng của vợ mình ra sao nha mọi người. Mọi người coi video này nếu có cảm thấy yêu thích hay là quý mến kênh thì hãy dành tình cảm cho Tuấn bằng cách là bấm một đăng ký, một like để giúp cho kênh của Tuấn phát triển rồi đi đến thành công. Tuấn xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì Tuấn sẽ đi vô phòng nha mọi người, để coi là người vợ của mình có ở trong phòng không, sau đó sẽ thực hiện cái màn trôn. Đây là ông anh ở đâu phòng mình. Chào mọi người. Mày có nấu quá ngon vợ? Mày có nấu quá ngon vợ? Rồi. Vật hai cái quạt dữ rồi. Không quay gì đâu mà. Không kèm. Không có quay gì đâu. Sao hả chị yêu? Sao hả vậy? Sao nó quay thẳng với mặt luôn nè. Chê hả? Trông ngon ngọt ngào xíu với làm gì cao gắt vậy? Ôi trời ơi. Hả? Trông ngon ngọt ngào xíu với làm gì cao gắt vậy? Ôi trời ơi. Hả? Trông ngon ngọt ngào xíu với làm gì cao gắt vậy? Ôi trời ơi. Hả? Trông ngon ngọt ngào xíu với làm gì cao gắt vậy? Ôi trời ơi. Ừ. Đúng rồi, đúng không con? Ngọt ngào xíu cho đời này hạnh phúc chứ hả? Là coi. Trốn gì đâu? Chúng đi đâu? Mời thẳng mặt luôn. Này thêm sữa. À, muốn xem hay sao?
Không có giỡn nha, đừng có quay nha. Giỡn gì đâu, bình thường thôi mà. Đúng không con? Con nó còn biết nè. Thôi, cho anh xíu mà giờ mình khó chịu quá mọi người. Lần sau để mình thiết kế nội dung khác hấp dẫn hơn. Chúng chào tất cả mọi người.